này mình ngâm cả 15 phút đó, là thấy cái sườn non mà nó mềm và mọng dắt nha mọi người. Dắt giáo nước như vậy là được mọi người. Bỏ vô đây. Mình dí gắt. Giáo nước là được mọi người. Dắt giáo nước. Giao nước rồi. Ngon dữ. Cái sườn còn ngâm nãy giờ nó mềm giờ mọi người dắt nước mọi người. Dắt nước. Mọi người dắt nước rồi mọi người. Nhớ dắt cho khô nha mọi người. Do mình chiên nó dễ mọi người. Mình ngâm nó mềm rồi xong rồi mình dắt. Dắt nó khô rồi mọi người. Bây giờ mọi xé một mớ, mọi chia nhỏ. Còn nếu cái đó bự thì mọi cắt làm hai nha mọi người. Chiên hai loại, loại to, loại nhỏ nha mọi người. Rồi mọi người cùng làm với mọi người nha. Chiên một mớ to nha mọi người. Còn còn mọng chiên nhỏ mọng xé ra cho mọi người. Mình xé mọng mỏng ra cho nha mọi người. Nó là mọng chiên hai loại. Ở này là mọng xé nhỏ ra cho mọi người. Sườn non chai á mọi người. Mọi người muốn to thì để to, muốn nhỏ thì xé nhỏ ra càng ngon mọi người. Xé nhỏ ra mọi người. Còn bên đây là mọng chiên to. Miếng to là mình cắt làm ba. Cái miếng này mọng cắt làm ba nha mọi người. Đúng không? Miếng này cũng cắt làm ba. Còn nếu mình sẽ nhỏ thì sẽ nhỏ ra là hai loại, còn làm hai loại. Sườn non chiên sa tế. Rồi mọi người cùng làm với mọi người nha. Mình cắt một mớ mọi người. Làm hai loại. Rồi xé một mớ rồi làm miếng sườn non to. Xé nhỏ ra mình ướp mình tiêu chút xíu đường bột ngọt nấm hương chai. Bữa nay không có nấm hương chai, em chạy đi mua chị bình nấm hương chai đi. Mua nấm hương chai đi nghe. Thái quên mua nấm hương chai rồi. Bỏ bột ngọt nó không ngon. Có cà non mặn không à. Đó chị bỏ cà non mặn, mặn cái rồi xong. Không nhờ Úc được gì hết. Kẻ à, đi mua đi về chị đưa lại. Đang lỡ tay rồi.
cho mọi xé xong cái này rồi mọi đợi Út mua hạt nêm nấm hương chai về mọi ướp cho mọi người, mọi ướp gia vị rồi mọi chiên làm món sườn non, sườn non chai, sườn non sa tế, sườn non chai, sườn non chiên giòn. Rồi mọi phải xong mọi người, đây mọi xé xong rồi đó. Một mớ đây là mọi làm to, cắt ra miếng mọi cắt làm ba mọi người. Non nó mọi đã ngâm cho nó mềm rồi mọi người. Miếng to thì mọi làm hai loại, miếng to miếng nhỏ, miếng to thì mọi cắt làm ba, miếng nhỏ thì mọi lấy dao mọi xé nhỏ ra rồi nha mọi người. Bây giờ mọi người cùng xem với mọi mọi gồm nguyên liệu mọi gồm có đường, muối, bột ngọt, muối tiêu, cái này là sa tế ít tương ớt, tiêu, cái ngũ vị hương nha mọi người. Rồi mọi người sẽ ướp gia vị này mọi người, ít đường ho, nhiều đường nó bị khét, một muỗng đường, cho hai muỗng đường, hai muỗng đường, xíu muối. Một muỗng bột ngọt, hai muỗng bột ngọt, muối tiêu, một muỗng muối tiêu, tương ớt mọi người, xíu nước tương nha mọi người, có hai muỗng cà phê nước tương nha mọi người, cho bốn lạng sườn, sườn non chai, cỡ hạt nêm nấm hương chai nha mọi người, hai muỗng cà phê nha mọi người. Rồi xong rồi mình trộn cái này lên rồi mọi người. Còn cho ngũ vị hương nữa mọi người. Một ít ngũ vị hương. Ngũ vị hương mọi người cho ít thôi, xíu thôi, nhiều quá nó sẽ bị nồng, hết ngon. Sa tế nha mọi người. Sa tế, mình cho một muỗng sa tế, một muỗng cà phê sa tế nha mọi người. Rồi mọi sẽ cho một ít ớt nữa mọi người. Rồi mình cho một ít ớt, một ít ớt nữa mọi người, cho nó cay nó ngon mọi người. Ớt hiểm mọi người, cho bốn chiếc thôi, bốn chiếc thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ trộn lên mọi người. Trộn này lên mọi người. Trộn chung luôn đó, mình chiên mình lựa ra cái to cái nhỏ lựa, cái hồi mình lựa ra quá. Cái tiêu luôn luôn mọi người, đó thơm. Lúc mình làm nó không có màu, chứ lúc mình chiên á rồi nó sẽ có màu lên mọi người. Đây có nước tương chứ gì à. Nước tương với ớt với trời xem đổ với tương ớt á mọi người. Mình trộn lên mình phải rửa ra quá, không để lộn hết.
mọi người có thể thử được đó, tại vì cái này á mình thử được đó mọi người. Cái độ mặn là nó vừa rồi. Cho thêm nữa một ngọt. Mấy hai muỗng đường. Muỗng cho hai muỗng đường nữa mọi người. Mong ăn ngọt. Có người ta không bỏ đường nha mọi người, thích bỏ đường nha mọi người. Chúng tôi lát mà mình chiên một chiếc lửa nhỏ là được rồi nha mọi người. Cũng chiều lưỡi to là nó sẽ bị khét. Lưu ý nha, tại vì mộng có làm đường á là mọi người phải chiên lưỡi nhỏ và canh kỹ, thôi nó bị khét nha mọi người. Mộng trộn á, cái to cái nhỏ chung luôn. Trước một chiên rồi mộng lựa ra, mộng chiên cái to trước, cái nhỏ chiên sau. Chứ chiên một lượt là một cái chín, cái bị khét, một cái chưa chín nha mọi người. Thêm hai muỗng đường nữa. Mọi người thích ăn ngọt. Có người ta không có bỏ đường nha mọi người, nhưng mọi người thích đường. Mà còn ai ăn đường nhiều nữa. Cái này mình ăn được á. Ừ, còn phải ăn thử lúc sống luôn. Cái này nó hơi mặn. Nãy mình bỏ muối vô nhiều. Mình bỏ xíu muối nè. Tại là cái hạt này 50 luôn, nó mặn. Rồi mọng ướp món sụn. Cái này mọng để cỡ 30 phút mọng chiên nha mọi người. Có thấm rồi mọng chiên. Mọng sẽ lựa cái to nha. Hồi nãy ướp chung. Cái to là mọng lựa ra. Nguyên liệu mình để một bên. Rồi, mình đã ướp xong rồi mọi người. Mà một tài khó làm. Giờ cái sườn non chai mà chiên giòn sa tế. Sườn non ướp sa tế chiên giòn. Người mộng đã ướp xong rồi, mọi người mộng lựa cái to ra, mọng làm hai loại to loại nhỏ. Rồi mọng đợi cỡ 30 phút rồi mọng sẽ nó thấm mà mọng sẽ chiên nha. Mọi người ướp sẵn để qua đêm rồi mọi người chiên cũng được. Hoặc là ướp bỏ vô cái bịch mũ á, cất xong mà khi nào ăn rồi lấy ra chiên nha mọi người. Cũng ngon nha mọi người. Rồi mọng ướp xong rồi mọng chuẩn bị chiên nha mọi người. Cái dầu nóng rồi mọng cho sườn non vô chiên nha mọi người. Mọng cho cái sườn non này vô. Cái bếp này nè, cái bếp này không biết chiên lại chút khác mọi người. Bếp của xí nè, nó mới thả vô chưa gì rồi nó là khè đó. Cái bếp này nó nóng dữ lắm mà mọi người quên là cái bếp này là phải chỉnh, phải biết chỉnh cái chiên gì mà nó muốn chết đó mọi người. Bên đây lửa nhỏ cho nó vàng mọi người. Cái vàng này dưới kia sườn non chiên giòn của mộng. Đây là sườn non hồi nãy con đổ vô đến đầu nó bị vàng rồi xém xét. Ở đây con đi cũng thấy đường. Bây giờ mộng sẽ làm món cái sườn mộng ướp từ hồi chiều giờ mọi người.
mọi người ướp có nửa tiếng là chiên được, nhưng mà nãy giờ mọi người ướp lâu quá mà mất khách á. Giờ bây giờ mọi người sẽ làm món, mọi người cho dầu lên bếp, chảo lên bếp cho nóng, mọi người cho dầu vô, mọi người cho dầu vô, mọi người sẽ chiên, chiên từ từ nha mọi người. Đây là đợi tàu hủ mọng như vàng, mọng sẽ chở lên. Dầu nóng lên rồi mọng sẽ coi mình từ nhỏ thôi. Lửa bự là nó khét liền rồi. Ở cái này nãy mọng có ướp đường chỗ để chiên từ từ này. Đợi dầu mình nó sôi lên, mình sẽ cho sườn non chiên sa tế, sườn non sa tế chiên giòn. Mình chiên món sườn non nó bị tẩu chát, mọi người bị khét hẹp. Bây giờ khách ra phụ, khách ra phụ chị luôn nè, đừng có lo cái nồi bên đây, bỏ quên cái nồi bên đây. Đó, bây giờ mình chiên lại, cái này là sườn non chiên giòn, sườn non sa tế chiên giòn. Cái này là sườn non mà miếng to, miếng một miếng sườn mình cắt là ba. Còn ở đây là hồi nãy mình chiên nè. Cái màu nó chưa có khét mà nó là dày nè. Cho nên đây người ta đâu có vị đâu nè, thấy không? Tại mỏng á, mỏng lửa to quá, lửa hỗn quá. Mình đợi tàu hủ nó vàng nữa. Có món tàu hủ này nó đi vô dọn cơm gia cúng nè. Bà mới chồng cháu sáng vừa có đợi ăn cơm á, mùng năm tháng năm mà con dâu yêu quý của bà giờ này chưa cúng cơm. Bây giờ nhưng vậy mà nó không giòn á em. Không, như vậy tại nó dầu nhiều quá, chị thấy dầu quá trời luôn không? Dầu rất là nhiều. Chị sợ nó không giòn á, chị cho nó một chút nữa là nó bị khét. Như vậy là được rồi chị. Như vậy là nó không giòn á em. Nó dạng nhẹ rồi chị ơi. Nè, mùi hơi nó khét. Thấy đâu, tại chị bỏ đường nhiều á. Không thấy đâu, bữa nay bằng đường hơn chứ. Wow, tàu hủ chi sở của mận. Món tàu hủ chi sở của mận ngon hết sữa con đậu với mọi người. Ở đây là xả còn dư, mình cho nó vô luôn mọi người. Đó, mình bài không bà luôn đi. Cho nó vô luôn mọi người. Cho cái xả này nó giòn nữa là xong. Cái tàu hủ nó giòn nữa là xong. Cái này là làm biến đó, làm biến mới vậy á. Còn nó nếu không làm biến là người ta phải đợi tàu hủ về người ta mới dịch xả còn dư vô. Này là bà mọi làm đi với mọi người. Bên đây cái này là giòn rồi đó. Ừ. Nó thấm dầu nhiều quá cho nên nó mới nụm nụm gì nè. Chứ nó ra đợi nó ráo dầu rồi đọc nó cứng. Một chút nữa đi. Trời ơi, ở nhà em chiến này mà em không biết chị. Nhà em chiến này mà. Ở nhà em không có cần vàng. Nó cũng vàng, tại cái này em biết sao nó vàng không? Tại vì chị bỏ đường nhiều. Sao đây em yêu cho xíu nữa đi, em yêu khét chị chịu đó. Khét hết mẹ rồi. Khét hết mẹ rồi còn chưa chịu mọi người. Hello cả nhà em. Ôi chị ạ. Được chưa? Được rồi, em nói chị nói láo. Nó láo dầu là nó giòn. Đừng có ở nhà cho dù chị chiên sơ thôi nó cũng đã giòn rồi, không cần phải như vậy đâu. Nó này tàu hủ chiên sở của mụ ngon hết sảy con bà bảy nè. Đi biểu cho mình biểu mọi người ơi, chào chào ẩm thực vlog. Rồi được chưa các nha? Được rồi chị ơi. Rồi chị chắc nữa. Bây giờ trời đất ơi, chị cũng còn
một mẻ nữa các bạn. À đây món sườn non chiên giòn, sa tế chiên giòn của Mộng Đại Chú luôn. Rồi ra rồi ra. Gấp ra. Rồi món sườn non, món sườn non. Cái này không có khác mọi người. Tại vì ở đây tối quá màu nó không được đẹp.